100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chốt ngay lúc này. 100%. 100%. Mạc Văn Khoa. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Sao em cười nét lạ vậy Khoa? Em cũng đã gắn bó chung với chị chương trình 100% cũng một thời gian cũng khá là lâu rồi. Đúng rồi. Em phải nói một điều từ sâu trong con tim mình và nói thẳng nói thật đấy nha chị. Sao? Chị càng ngày càng đẹp chị ạ. Ôi chị cảm ơn em. Không, em nói thật. Và đặc biệt là trong tập ngày hôm nay chị sẽ là người phụ nữ tỏa sáng đẹp nhất luôn á. Thiệt không? Thật. Tại sao vậy? Em mời khách mời ra là chị biết à? À thế à, vậy thì mình gặp gỡ khách mời liền đi, chị nôn nao quá. Và sau đây sẽ là đội chơi đầu tiên với các thành viên. Đó chính là anh Hồ Việt Trung, anh Quách Ngọc Tuyên và anh Hoàng Mèo. Này có vẻ cứng cáp, cằn cỗi quá. Là sao, là lớn tuổi, là già đúng không? Nói gần như vậy đó, em sẽ mời ra ba vị khách mời trẻ trung năng động hơn rất là nhiều. Để coi. Trân trọng kính mời Lạc Hoàng Long, Thanh Tân và Bảo Bảo. Vâng, xin được chào mừng các khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Bây giờ chị có thấy là chị đẹp nhất trong hôm nay chưa? Đúng rồi. Đấy. Đó, bây giờ khi mà đến với chương trình 100%, chúng ta sẽ có tên đội, mời các bạn đặt tên đội cho mình. Bây giờ đội anh em mình cũng hiểu số phận đi. Rồi. Đội người già. Ủa sao vậy? Thôi mình cứ lấy người già đi, tâm hồn mình trẻ là được rồi. Còn mấy nhóc ác kia nó già khăng hả? Nhóc ác. Ok, họ kêu mình là nhóc ác thì mình sẽ lên đội là sắp nhỏ. Ghê ta. Hay ta. Sắp nhỏ. Ok. Vâng, chúng ta đã có hai đội, đó là đội người già và đội sắp nhỏ. Khi đến với chương trình 100%, chúng ta sẽ có hai vòng thi. Và mỗi vòng thi sẽ có các câu hỏi được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Và kết thúc vòng 2, đội nào cao điểm hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình 100%. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng 1 của chương trình 100%. Ở vòng 1 này chúng ta sẽ có duy nhất một câu hỏi thôi. Nhiệm vụ của hai đội chơi là sau khi hai MC đọc xong câu hỏi, hô khẩu hiệu hết thì mình mới được bấm chuông ạ. Nếu mà trước khi hết mà bấm chuông là coi như là sai luật và mất lượt luôn ạ. Sau khi mà giành được quyền bấm chuông rồi thì chúng ta sẽ trả lời những đáp án được khảo sát trong câu hỏi đó. Nếu mà trả lời đúng thì chúng ta lại được quyền trả lời tiếp. Cho tới khi chúng ta trả lời sai thì lượt trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt và hết đáp án. Cái phần trăm của câu trả lời đúng được khảo sát trên kia sẽ tương ứng với lại số điểm mà chúng ta giành được. Hai đội đã nắm rõ luật chơi chưa? Rõ. Mời đặt tay vào chuông. Câu hỏi này sẽ có 7 đáp án. Câu hỏi này là một câu hỏi khó nhất từ trước tới bây giờ, từ khi chương trình 100% bắt đầu cho tới ngày hôm nay, thì đây là một câu hỏi hóc búa, một câu hỏi khó khăn, một câu hỏi gian nan, một câu hỏi đầy tính nhân văn có thể lấy nước mắt của tất cả anh em ở đây ạ. Em ơi, em thấy cái tên đội anh chưa? Người già. Dạ là hợp cái câu này. Đối với tụi em không có gì là khó hết á. Khoa, chị ngại đọc câu hỏi này quá. Em cũng biết là chị sẽ hơi ngại miệng khi mà đọc đúng câu này. Sao em đọc em còn ngại mà. Ủa? Nhưng mà em vẫn đọc chị ạ. Cảm ơn em. Câu hỏi đầu tiên có 7 đáp án ạ. Theo khảo sát 100 người, điều gì ở Lâm Vĩ Dạ khiến khán giả hâm mộ? Hết. Mới đội sắp nhỏ nha. Nè, tại nó nói tôi tại sao tôi không bấm đi. Tại sao ạ? Tôi đâu thấy có cái gì đâu mà bấm đi. Chứ không phải là tôi không bấm. Vậy tại sao anh không nói em bấm đi Tuyên? Em thấy dạ có mà. Có. Thì phải nói. Tự nhiên đọc khán giả thích dạ là thích cái sự hung dữ. Anh, mình là người nhà, đừng nói như vậy chứ. À ok.
Thì tại không tôi... Tôi thấy thương cho Trung quá. Thế nào đội này cũng thua thôi. Thế nào đội này cũng thua thôi. Để tôi coi trả lời gì nè. Điều gì của từ chị Dạ mà khán giả lại yêu mến đúng không? Duyên dáng. Đó. Đúng vậy. Đúng ý tôi đó bạn. Mình chốt đáp án không ạ? Hai ba. Duyên dáng. Duyên dáng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Là vì Dạ có duyên dáng không ạ? Hài hước. À hài hước. Hài hước là cái sự duyên dáng. Đúng rồi, đúng rồi. Thanh Tân, bạn thấy cái điểm tốt nào mà khán giả yêu thích? Nè, nói thật sự không được ngại miệng. Nếu tôi đã làm thế, tôi cũng đang ráng suy nghĩ nhớ là cái 6 điểm tiếp theo điểm gì nè. Chịu khó nhìn chút đi. Sao nhấn quá vậy? Vậy hồi nãy sao lanh quá bấm gì vậy? Rồi, có rồi, có rồi. Có liền, có liền. Luôn yêu thương gia đình. Long thấy sao? Theo em thì nghĩ chứ là nhiệt quyết, nhiệt thành này kia là khi mà mình cứ là dùng cái tâm mình làm cái này cái kia đó, kiểu giống như vậy em. Tôi lại tin bạn. Tôi lại tin bạn. Vì khán giả thấy chứ không phải là mình thấy. Tôi lại tin bạn. Rồi mình chốt đáp án là 2, 3 nhiệt quyết. Sẵn tặng. Cảm ơn các bạn. Lâm Vĩ Dạ có nhiệt huyết trong công việc không ạ? Hai người. Sẵn tặng. Nhiệt rồi. Chương trình. Chết rồi. Chương trình ơi. Phải, không phải. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cái sự nhiệt quyết này là anh em mình thấy. Khán giả không thấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là câu hỏi khảo sát. Bởi vì chị Dạ nhiều khi có quá nhiều những thứ tốt đẹp, người ta chưa liệt kê, chưa kịp nghĩ tới vấn đề nhiệt huyết. Khó quá. Rồi bây giờ là bên kia trả lời sai rồi. Tới lượt đội bên mình ạ. Tên em đây. Khán giả thích Dạ một cái đầu tiên cao nhất luôn. Xinh đẹp. Xinh đẹp à. Anh á. Anh gì, là nghĩ cái gì có thì nói anh Tuyền, chết em, chết em. Anh thì anh nghĩ là khán giả thích Dạ đây là yêu thương gia đình. Người phụ nữ gia đình, theo anh Mèo. Dạ, không biết rằng chị Lâm Vĩ Dạ có phải là một người yêu thương gia đình hay không? Trong mắt của quý vị khán giả, xin mời đáp án của chương trình. Có. Ôi, xin vì chồng con. Wow. Hay quá, dạ. Hay quá. Nè, lỡ rồi mở cái xinh đẹp luôn, cái thứ hai luôn. Xinh đẹp thứ hai luôn. Xinh đẹp luôn. Xinh đẹp. Chốt chưa? Xinh đẹp. Rồi mình chốt là xinh đẹp. Thôi ngồi rồi. Miệng xíu thôi, cố gắng. Xin mời ạ. Áp lực quá à. Ngày càng đẹp. Có khán giả công nhận. Mình trả lời đúng rồi, mình lại trả lời tiếp ạ. Sao Trung cứ đâm chiêu hoài vậy Trung? Dạ đã từng được giải thưởng rồi mà, Mai Vàng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì diễn giỏi. Diễn giỏi. Đúng rồi, diễn giỏi. Dạ có thể là quá thân ra được nhiều dạng vai diễn. Vai nào ra vai đó đàng hoàng. Và giống như nhân vật này. Ê, đúng rồi. Ca hay. Ca rồi, tôi biết đúng ca rồi. Hay. Hay ra MV nữa. Ca hay, ca hay. Hoa sĩ. Tôi thích ca hay. Trời ơi, bà thu một bài 8 tiếng á. Thì chốt đi ạ. Hát hay, diễn giỏi. Hát hay, diễn giỏi. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Thôi ngon quá. Wow. Ý là cái gì cũng làm. Cũng đúng, nào đúng. Cũng chơi. Ấy em biết nè. Gì nữa? Yêu động vật. Yêu thương động vật đi. Yêu thương động vật. Sao ạ? Bây giờ mình chốt là yêu thương động vật. Xin mời. Có thể là những người khảo sát không có biết là chị có cưng hai con chó. Rồi, cơ hội đã tới đội mình. Bây giờ có thấy cái điểm nào của tôi nữa không ạ? Một là tốt bụng, nhìn hai là luôn được đồng nghiệp yêu thương. Đó là cái dễ thương mà cái đó là ai cũng thấy được. Đúng. Từ khán giả đến đồng nghiệp. Cái này nói nghiêm túc là phải không? Chị quá dễ thương với em út luôn. Khán giả sẽ thấy được cái dễ thương. Mời chốt đáp án. Đáp án sẽ là rồi, dễ thương. Dễ thương đi. Nhiều khi khán giả không thấy cái bụng chị. Rồi dễ thương đó chị. Lâm Vĩ Dạ có dễ thương không ạ? Tôi không dễ thương. Ý là tốt bụng. Tốt bụng. Cho tôi xin cái tốt bụng đi. Rồi người già đã chốt đáp án là tốt bụng. Xin mời đáp án của chương trình. Thấy không? Trời ơi, cảm này. Đúng rồi. 22 người. Thôi hết đáp án rồi, thua. Nữ công gia chánh. Tốt. Được không? Được, đúng rồi. Nữ công gia chánh. Đúng rồi, cái đó bao gồm hết luôn. Rồi, cho đáp án là nữ công gia chánh. Xin mời đáp án của chương trình. Trời ơi. Không có luôn. Cứu tôi, trời ơi. Chết tôi, trời ơi. Dạ vâng ạ, tới lượt đội mình. Hiền đi. Dạ hiền. Dạ hiền mà. Hiền khôn. Hiền khôn. Mắt mình á là dạ không hiền. Nhưng mà khán giả nhìn lên thấy dạ hiền. Đúng rồi. Người từng có câu hỏi đang hỏi khán giả chứ không phải hỏi anh em mình. Vậy là ok. Chốt giờ đáp án sẽ là
Hiền khô, hiền quá hà. Lâm Vĩ Dạ có hiền khô không à? Nhìn cái mặt. Thôi, một người một người. Sát anh Đạt. Một người một. Chắc sát anh Đạt rồi. Quá tuyệt vời. Tiếp tục. Đáp án cuối cùng. Thông minh. Thông minh. Đáp án là gì? Thông minh đi. Hết rồi, hết biết rồi. Mời Khoa mở đáp án giùm chị. Hết biết rồi. Thông minh. Chị Lâm Vĩ Dạ có thông minh hay không ạ? Xin mời đáp án của chương trình ạ. Thông minh. Không có thông minh, chị không có thông minh. Vậy là chị cũng biết lại. Em để ý những ai mà hay quay chương trình Dị Dạ, mà những game show, đặc biệt là những game show hay nói là chơi ăn gian này. Thấy là chơi ăn gian mà ăn gian là lém lỉnh đi. Rất là lém lỉnh mà là một thích. Lầy lội hay là lém lỉnh? Sao ạ? Bây giờ mình chốt là lầy lội hay là... Lầy lội hả? Lầy lội lém lỉnh. Lầy lội lém lỉnh. Lầy lội và lém lỉnh có phải là một trong những điều mà quý vị khán giả yêu thích chị Lâm Vĩ Dạ hay không? Xin mời đáp án của chương trình. Có luôn, cái giảm thích chị luôn. Không có lầy, có lém lỉnh luôn. Tôi không biết số 5 là số gì à? Tôi nhẹ người quá. Cả hai đội đều đã mất hết lượt trả lời. Và chúng ta vẫn còn một đáp án cuối cùng chưa được mở ra. Không biết là khán giả yêu thích tôi ở điểm gì. Xin mời đáp án số 5. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, 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 ơi. Không, không, không. Cái đáp án này nó không thuyết phục. Các anh không hề thấy sự quyến rũ của tôi sao? Trời ơi, trời. Trời ơi. Vô dạ, vô lại dạ, vô lại dạ, chưa, không quen không? Ủa em thấy em quyến rũ mà mọi người. Chị đứng nghiêm túc mà lại thì em ra. Dạ vâng, chúng ta vừa trải qua vòng 1 với một đầy câu sóng hỏi gió. Đúng rồi, với một câu hỏi rất là sóng gió, đầy cam go và áp lực cho cả khách mời lẫn MC. Và sau vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội sắp nhỏ là 20 điểm. Và đội người già đang tạm thời dẫn trước với số điểm là 71 điểm. Trời ơi, trời ơi. Lớn mà, lớn mà. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để ghi điểm ở vòng 2. Và trước khi đến với vòng 2, xin mời khán giả giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Mạc Văn Khoa và Lâm Vĩ Dạ quyến rũ xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng 2 của chương trình 100%. Khoa, em không cần phải giới thiệu chị như vậy đâu. Không phải, cái từ quyến rũ nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu em. Nhìn này khó quá à, tập đầu mà đưa ra câu hỏi lắc léo quá. Thôi đi, tôi tổn thương đó. Ở vòng 2 này thì hai đội chơi sẽ có 3 câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi, sau khi hai MC đọc xong, hô hết thì mình bấm chuông ạ. Sau khi bấm chuông giành được quyền trả lời rồi thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là phải tìm ra cái đáp án có phần trăm cao nhất. Nếu như câu trả lời không phải là đáp án có phần trăm cao nhất hoặc là đáp án không có trong khảo sát thì chúng ta sẽ bị mất lượt. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời sai cho tới khi hết lượt và hết câu trả lời. Cái phần trăm số điểm cao nhất ấy sẽ tương ứng với lại số điểm mà chúng ta đạt được. Hai đội chơi đã nắm rõ ràng rành mạch luật chơi chưa ạ? Rõ ràng rành mạch rồi. Và điều đặc biệt ở vòng 2 này là cả hai đội sẽ có quyền được đặt cược một lần duy nhất trong số 3 câu hỏi. Và đội nào quyết định đặt cược, mình sẽ đặt cược hết cái số điểm mình đang có. Và nếu như mình tìm được cái đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm của mình hiện có sẽ được nhân đôi cộng với số phần trăm đáp án đúng. Rủi như mình trả lời sai đi thì cái số điểm đó sẽ bị chia đôi. Và đội còn lại nếu mà mình trả lời đáp án có số phần trăm cao nhất thì số phần trăm đó sẽ thuộc về mình. Cho tôi hỏi ở câu 1 này có ai muốn đặt cược không? Gom đi, gom. Thiếu vốn này, thiếu vốn. Thiếu vốn quá. Bên mình có muốn đặt không ạ? Không. Không, đang giàu rồi. Dạ, mời hai đội sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát, 100 phụ nữ họ sẽ làm gì mỗi khi muốn chồng yêu hết? Lại là đội sắp nhỏ. Hay quá. Đáp án là gì ạ? Quyến rũ chị. Nó có hai vế, nó sẽ nằm ở top 2 và top 3. Nhưng mà chắc chắn cái số điểm nó sẽ không cao, tại nó sẽ bình thường thôi, tôi nghĩ vậy. Thứ nhất là gì? Ai cũng sẽ nghĩ tới mà. Sexy. Sexy là quyến rũ đó. Đó, ok. Vậy là ăn bận quyến rũ. Ăn bận đó chị. Rồi, quyến rũ. Thứ hai là kiểu như là ngọt ngào nhõng nhẽo là đó là ra. Rồi, đi từng cái ha. Từng cái. Mình sẽ lấy điểm từng cái. Câu có số phần trăm cao nhất. Dạ, quyến rũ. Đáp án của các bạn sẽ là mặc đồ quyến rũ. Mặc đồ quyến rũ. Khả năng đúng đấy.
gợi cảm 17% vẫn không phải là câu trả lời có số phần trăm cao nhất. Mình mất lượt rồi ạ. Mới đổi người già. Đổi người già. Đây có kinh nghiệm hết nè. Theo em là tắm rửa sạch sẽ. Anh nghĩ là người phụ nữ người ta sẽ có những động tác gợi cảm. Theo anh đi, theo anh luôn á. Thôi, người phụ nữ sẽ làm những hành động quyến rũ. Xin mời đáp án khảo sát ạ. Tôi được 21 thấy chưa? Vẫn chưa được đầu tiên. Đó là đáp án có số phần trăm cao thứ hai thôi. Cơ hội lại thuộc về mình. Ê! Không. Ê! Gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì? Nói thẳng. Thiệt. Tôi thấy nói thẳng hợp lý á. Nói thẳng đi. Thiệt. Nói thẳng. Rồi chốt đáp án chưa? Nói thẳng. Vâng ạ, nói thẳng. Và đáp án có số phần trăm cao nhất đã được mở ra, đó là đề nghị trực tiếp với 29%. Chúng ta sẽ mở những đáp án còn lại. Số 4, bảo chồng về sớm. Rồi. Số 5, cho ăn được bộ. Hay. Số 6, rượu tắm. Hay luôn. Đi tắm mà. Số 7, nói bóng nói gió. Số 8, xịt nước hoa. Kết thúc câu hỏi số 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội sắp nhỏ đã vượt lên với số điểm là 49. Và đội người già vẫn giữ nguyên số điểm là 71. Và trước khi tới với câu hỏi số 2 thì không biết là hai đội có đội nào muốn cược không ạ? Được hết. Đội người già có muốn cược không ạ? Vẫn chơi, mình chơi luôn đi. Được, làm gì đâu, gì chơi luôn. Chơi. Vậy là hai đội của chúng ta quyết định đặt cược ở câu hỏi số 2 luôn. Câu hỏi số 2 có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người đàn ông, họ muốn gì vào ngày quốc tế đàn ông? Hết. Hay quá, cái tai lẻ thì quá, tai quá lẻ. Vẫn là sắp nhỏ, sao mà nhanh tai vậy trời. Đàn ông họ sẽ có thích một cái gì đó mà cứ như là thực thoải mái. Muốn được thoải mái, tự do, được nhậu thả ga. Đó là khoái nhất phải không? Thoải mái. Nhưng mà ngày hôm đó là ngày của đàn ông không? Thì dành dọn cho đàn ông thoải mái. Rồi, đáp án của mình sẽ là? Tự do, thoải mái. Yeah! Còn chơi gì nữa? Quá tuyệt vời, đáp án có số phần trăm cao nhất đã được mở ra, đó là có sự riêng tư 24%. Đội người già, nếu như mà mình có cơ hội được trả lời, mình sẽ trả lời đáp án là gì ạ? Với anh thì anh chỉ cần trả lời một câu vào ngày đó, anh chỉ cần nhắn cho anh một cái tin chúc anh gì đó, giống như anh đã từng nhắn cho người phụ nữ anh yêu. Rồi. Anh chỉ cần một tin nhắn vậy thôi. Một lời chúc thôi. Còn Trung, sao đâm chiêu quá vậy? Dạ. Đặt tâm lý chung của đàn ông thì họ sẽ mong muốn điều gì vào ngày này? Nếu bản thân của em thì trong lúc này của em á, nếu mà ngày quốc tế đàn ông là em muốn được chở người phụ nữ yêu thương em đi chơi. Được đi chơi với người yêu. Ok. Chúng ta sẽ mở các đáp án còn lại. Số 2, nhậu. Tụ tập. Số 3, chơi game thỏa thích. Số 4, đi chơi. Số 5, vợ không lèm. Số 6, được tặng quà. Số 7, Được nghỉ làm. Giờ em nghe em hỏi đúng một câu này. 71 chia 2 là bao nhiêu ạ? Ủa, chưa có cơ hội trả lời cũng bị chia luôn hả? Chia rồi. Tại vì mình đã cược rồi, người ta chỉ cần thắng là mình chia thôi. 71 mà chia 2 35,5. Đó cũng chính là số điểm của đội người già đạt được ạ. 35,5 ạ. Và xin được chúc mừng đội sắp nhỏ đã mang về cho mình số điểm 122 điểm. Câu hỏi cuối cùng, câu này có 6 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, ngoài nói chuyện họ sẽ sử dụng lưỡi khi nào? Hết. Vẫn chậm hơn người ta à. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, ngoài nói chuyện họ sẽ dùng lưỡi khi nào? Ăn uống gì không cao đâu, nó bị bình thường, nó phải cái gì hay ho lên chứ. Trời ơi, sao nếm hôn nữa chi. Rồi bây giờ chốt đáp án là gì ạ? Nếm đi. Nếm thức ăn. Nếm thức ăn. Thức uống rồi đó. Nếm. Chơi gì nữa? Trời ơi, chơi gì nữa? Không ăn dùng lưỡi.
lưỡi khi nào? Dạ khi hung vậy. Hung đúng rồi, hợp lý. Còn anh Tiên dùng lưỡi khi nào? Khi kiểm tra răng mình có bị dính đồ ăn hay không. Đúng, hợp lý. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, cái tên đội nó sẽ vận vào số phận của đội. Thế nào đội này cũng thua thôi, còn nói gì nữa. Mình lại một lần nữa mở ra đáp án có số phần trăm cao điểm nhất, lại mang điểm về mình. Rồi bây giờ mình bỏ xa người ta quá, người ta dí theo gì kịp. Không giờ kịp. Người ra mà đi chậm rồi. Rồi chúng ta sẽ mở hết các đáp án còn lại. Số 2 hôn, có luôn, nhưng mà chỉ có 21% thôi. Số 3 nghiên cứu thực phẩm, pha thức uống. Số 5 pha sữa cho con. Số 6 khi chụp hình. Chúng ta đã kết thúc những câu hỏi ở vòng 2 này và số điểm của hai đội như sau. Đội người già là nhiêu điểm mà Khoa hả? 35,5 điểm ạ. Và đội bước vào vòng đặc biệt ngày hôm nay đó chính là đội sắp nhỏ với số điểm là 150 điểm. Ghê ta. Xin được chúc mừng đội sắp nhỏ. Và trước khi đến với vòng đặc biệt thì xin mời khán giả giải lao, trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng đặc biệt của chương trình 100%. Ở vòng đặc biệt này chúng ta có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người. Và nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 100 giây mình phải trả lời được hết tất cả những đáp án. Và điều đặc biệt ở đây là cái số tiền sẽ giảm dần theo cột mốc thời gian các bạn trả lời. Nghĩa là trả lời thời gian càng nhiều số tiền sẽ càng ít lại. Nếu như trong vòng 20 giây đầu mà chúng ta liệt kê hết được 7 đáp án thì sẽ giành được 10 triệu. Qua 20 giây thì tiền sẽ từ từ giảm xuống. Còn qua 100 giây là thôi mình về luôn ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu này sẽ có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người già. À, là trong đó có 3 người đội nãy á. Phải chi 3 người đó thi này là ok rồi. Đúng rồi. Theo khảo sát 100 người già, bộ môn thể thao nào họ muốn chơi một lần trong đời? Bắt đầu. Chạy bộ, nhảy dây, đạp xe đạp, đua xe, bơi lội, đánh cầu lông, tennis, nhanh, trượt tuyết, trượt ván, marathon, leo núi, tennis, tuyết, marathon hả? Cầu lông hả? Cầu lông. Lái xe, tàu lượn, bóng chuyền, bóng đá, đá banh. Nhanh lên. Còn 8 triệu. Xích đu. Tính vợt. Nhảy dây thôi rồi. Bún tung. Đá cầu. Bơi lội. Nói rồi, thua. Khúc bôn cầu. Này đánh gì ta? Khúc bôn. Chơi gôn á. Còn một đáp cuối cùng. Còn 6 triệu. 4 triệu. Boxing. Boxing có không? Không có. Muay Thái. Cái gì? Muay Thái. Muay Thái hả? Bắn cung. Muay Việt Nam. Nhảy dù. Yeah. Nhảy dù. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 2 triệu tiền thưởng từ vòng đặc biệt. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại đội người già. Xin mời. Ủa, mình mới đi nhảy dù về hả? Cho hỏi là ba anh mới đi chơi môn gì mà về ốm yếu vậy? Nhảy dù. À là nhảy cái gói 2 triệu hồi nãy. Nhảy dù. Mà tốn kém quá, nhảy con cú 2 triệu. Như anh thèm được chơi gì? Bungee. Nhảy bungee á. Nhảy xuống có cái cọng thun. Giật lên đó hả? Đó được mưa ướt một lần chơi trong đời. Thì đấy em mới nói là những người lớn thì đa phần người ta sẽ thích những cái bộ môn mạo hiểm. Mà giống như tầm tuổi đấy thì người ta không còn được chơi nữa, không chơi được nữa. Dạ vâng ạ. Mặc dù là không chiến thắng và không bước vào vòng đặc biệt, nhưng mà xin được chúc mừng đội người già, bởi vì các anh mang về cho mình số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Và với việc xuất sắc liệt kê trong 100 giây mà liệt kê được 7 đáp án, đấy là em cũng rất hay. Và em rất phục cái đáp án cuối cùng, đáp án nhảy dù ấy. Và sau khi nhảy dù là anh Long có nói là nhảy dù cái được 2 triệu.
Là đúng đấy, là đội anh được thêm 2 triệu cộng với lại 7 triệu tiền thưởng của chương trình. Đội sấp nhỏ sẽ mang về số tiền thưởng là 9 triệu đồng ạ. Wow. Xin được cảm ơn các khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên đội mình đặt tên là gì? Dạ ưu tiên đội có thâm niên chứ à. Bé nó nói lớn tuổi đặt trước đi anh. Muốn nói gì nói à, hôm nay nó thua là cái chắc rồi đó. Đại diện cho đội của anh Tài, của anh và Thành Khôn, chúng tôi xin đặt một cái tên nó mang hơi hướng rất là quê hương chúng tôi. Quốc Bảo Nhà Bè. Bên này thì tụi em là đội anh Tài Thủ Đức.